nhân chứng biết được cái lá thư tuyệt mệnh của em Tuyền 18 tuổi bị cha dượng hạ 33 phát trên gác, thì sau đây anh có biết cái gì anh chia sẻ với bà con của bác đi. Anh thầy giáo ơi, anh chia sẻ. Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tất cả những anh em ở đây đang ghi hình ở tại khu nhà trọ của em Tuyền mà có cha dượng gọi là hạ như 33 phát nha cả nhà. Thì hiện tại gia đình, phía bên gia đình đã mai táng, nhưng mà bây giờ đã mai táng và đã chôn cất ở dưới quê, nhưng dường như là người mẹ đã lên Sài Gòn đi làm và dường như là không thể nào bước tiếp được nữa, không thể nào mà bước tiếp để đi làm được nữa. Cứ nhắc tới bé Tuyền là bị sụi lại, và đặc biệt là cái lá thư tuyệt mệnh mà trong lúc dọn dẹp nhà cửa mà có người đã phát hiện được của em Tuyền. Đó chính là cái nội dung chính của ngày hôm nay. Khi mà em cùng một số anh em hiệp sĩ với lại xung kích đến khu vực nhà trọ của em Tuyền á, thì khi mà lúc đang dọn dẹp cái bãi chiến trường, cái bãi mà là hiện trường đó, thì có những cái vệt gọi như là đỏ đỏ ở dưới nền nhà, tức là những cái vệt đó là vệt của em Tuyền. Nó khi mà cha dượng ra tay thì nó chạy xuống dưới nha cả nhà. Đấy, và cái điều đặc biệt ở đây đó là khi mà bé Tuyền biết được cái người cha dượng này đã nhiều năm lần bảy lượt đã như vậy với em, thì em đã có những cái đã chủ động viết những cái lá thư coi như tuyệt mệnh cả nhà, lá thư tuyệt mệnh. Đấy, thì cụ thể cái lá thư đó là nghe một người cô lúc mà leo lên dọn dẹp thì đã thấy cái dòng chữ là, mọi người biết cái dòng chữ gì không? Cô bác có biết cái dòng chữ của bé Tuyền ghi là cái gì không ạ? Không, mọi người. Em đọc, em nghe được mà cái cô này cô chụp và cô gửi cho, quá đau lòng cả nhà, cực kỳ là đau lòng luôn. Cụ thể nó ghi rằng là ngắn gọn thôi cả nhà. Mẹ ơi, cha dượng làm như vậy sao mẹ làm ngơ? Sao mẹ làm ngơ? Để sẽ đọc lại cả nhà cái lá thư cho cả nhà xem nha. Thì tiện ở đây một số anh em phóng viên báo chí ghi hình thì em cũng là một người ở gần đây, em cũng muốn chia sẻ và cung cấp thông tin với mọi người, cô bác anh chị em phóng viên ở đây luôn. Đó. Mẹ ơi, bức thư đó như sau: mẹ ơi, cha dượng làm như vậy, mẹ có biết không? Sao mẹ còn bao che? Cha dượng bây giờ đang lên phòng bên lên lầu con .. như cả nhà .. đấy. Thì thử hỏi bà con cô bác là nó nghe não lòng không. Khi mà em Tuyền vừa ghi những cái dòng này thì cái vệt giấy nó bị nhòe đi cả nhà, nó bị nhòe đi là sao? Là khả năng đó là em đã rớt nước mắt, vừa ghi và vừa rớt cái nước mắt. Đấy, vừa ghi và rớt nước mắt. Có lẽ như vậy nên là em xong rồi ngay sau đó là bị người cha này đòi yêu em, đòi nâng em đó cả nhà. Qua đây cho thấy rằng là cũng là một cái bài học cho các mẹ, các chị đó, có con em là mới lớn 16 đôi mươi thì không cho nên ở chung với cha dượng. Dù là đẹp hay xấu thì cũng không có nên ở chung với cha dượng. Ở trên gác cũng không được, ở trên lầu cũng không được, chung nhà là không được rồi. Chung nhà là khi mình đi vắng rồi sao? Cái trường hợp này là cái trường hợp gọi là như cơm bữa. Bọn em đội xung kích tụi em là ở phường này là em tiếp nhận như cơm bữa cả nhà. Để nhưng là phòng gọi là phòng còn hơn chữa nha cả nhà. Đấy, thì bức thư tuyệt mệnh này nó còn dài, và một số người cũng đã chứng kiến dài. Bây giờ là mẹ của bé không còn đủ sức để bước tiếp khi mà cứ nghĩ đến cảnh đó. Thì cha dượng đang ra sao thì cả nhà ấn follow, ấn tiếp tục theo dõi, follow.
theo dõi cái trang bếp Sông Nhiên 4K này để em sẽ tiếp tục tới hiện trường. Dạ rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tất cả những anh em ở đây đang ghi hình ở tại khu nhà trọ của em Tuyền, mà có trại dượng gọi là hạ như 33 phát nha cả nhà. Thì hiện tại gia đình, phía bên gia đình đã mai táng, nhưng mà bây giờ đã mai táng và đã chôn cất ở dưới quê, nhưng dường như rằng là người mẹ đã lên Sài Gòn đi làm và dường như là không thể nào bước tiếp được nữa, không thể nào mà bước tiếp để đi làm được nữa. Cứ nhắc tới bé Tuyền là bị sụi lại, và đặc biệt là cái lá thư tuyệt mệnh, cái lá thư tuyệt mệnh mà trong lúc dọn dẹp nhà cửa mà có người đã phát hiện được của em Tuyền, đó chính là cái nội dung chính của ngày hôm nay. Khi mà em cùng một số anh em hiệp sĩ với lại xung kích đến khu vực nhà trọ của em Tuyền á, thì khi mà lúc đang dọn dẹp cái bãi chiến trường, cái bãi mà là hiện trường đó, thì có những cái vệt gọi như là đỏ đỏ ở dưới nền nhà, tức là những cái vệt đó là vệt của em Tuyền. Nó khi mà cha dượng ra tay thì nó chảy xuống dưới nha cả nhà. Đấy, và cái điều đặc biệt ở đây đó là khi mà bé Tuyền biết được cái người cha dượng này đã nhiều năm lần bảy lượt là như vậy với em, thì em đã có những cái đã chủ động viết những cái lá thư coi như tuyệt mệnh cả nhà, lá thư tuyệt mệnh. Đấy, thì cụ thể cái lá thư đó là nghe một người cô lúc mà leo lên đó, dọn dẹp đó, thì đã thấy cái dòng chữ là, mọi người biết cái dòng chữ gì không? Cô bác có biết cái dòng chữ của bé Tuyền ghi là cái gì không ạ? À, mọi người, em đọc em được mà cái cô này cô chụp và cô gửi cho, quá đau lòng cả nhà, cực kỳ là đau lòng luôn. Cụ thể nó ghi rằng là ngắn gọn thôi, mẹ ơi, cha dượng làm như vậy sao mẹ làm ngơ, sao mẹ làm ngơ. Em sẽ đọc lại cả nhà cái lá thư cho cả nhà xem nha. Thì tiện ở đây một số anh em phóng viên báo chí ghi hình thì em cũng là một người ở gần đây, em cũng muốn chia sẻ và cung cấp thông tin với mọi người, cô bác anh chị em phóng viên ở đây luôn. Đó. Mẹ ơi, bức thư đó như sau: mẹ ơi, cha dượng làm như vậy mẹ có biết không, sao mẹ còn bao che. Cha dượng bây giờ đang lên phòng bên lên lầu con .. như cả nhà .. đấy. Thì thử hỏi bà con cô bác là nó nghe não lòng không. Khi mà em Tuyền vừa ghi những cái dòng này thì cái vệt giấy nó bị nhòe đi cả nhà, nó bị nhòe đi là sao? Là khả năng đó là em đã rớt nước mắt, vừa ghi và vừa rớt cái nước mắt. Đấy, vừa ghi và rớt nước mắt. Có lẽ như vậy nên là em xong rồi ngay sau đó là bị người cha này đòi yêu em, đòi nâng em đó cả nhà. Qua đây cho thấy rằng là cũng là một cái bài học cho các mẹ, các chị đó, có con em là mới lớn. Đó, 16 đôi mươi thì không cho nên ở chung với cha dượng. Dù là đẹp hay xấu thì cũng không có nên ở chung với cha dượng. Ở trên gác cũng không được, ở trên lầu cũng không được. Chung nhà là không được rồi. Chung nhà là khi mình đi vắng rồi sao? Cái trường hợp này là cái trường hợp gọi là như cơm bữa. Bọn em đội xung kích tụi em là ở phường này là em tiếp nhận như cơm bữa cả nhà. Để nhưng là phòng gọi là phòng còn hơn chữa nha cả nhà. Đấy, thì bức thư tuyệt mệnh này nó còn dài, và một số người cũng đã chứng kiến dài. Bây giờ là mẹ của bé không còn đủ sức để bước tiếp khi mà cứ nghĩ đến cảnh đó. Thì cha dượng đang ra sao thì cả nhà ấn tiếp tục theo dõi cái trang web Sông Nhiên 4K này để em sẽ tiếp tục tới hiện trường.